Ok, chào mừng các bạn đến channel của Super Toán T. Mới cho nó chết em ơi. Và hôm nay là mình sẽ làm một cái video về một thử thách vừa cũ và vừa lại mới hơn nữa. Đó là một chủ đề thử thách khá nên làm cho mình làm cho các bạn cảm thấy bị đứng tim. Chắc cái câu đứng tim mà mình nói chắc các bạn biết đó là thử thách gì rồi, phải không? Và sẽ tiết lộ ra đó là thử thách cắm giật mình. Đó là mình sẽ xem những video bên mình sẽ nói tiếp nha. Đó, và thằng trợ lý của mình biết rồi. Quay quay tao à, quên, mình vừa mất là nãy có người kêu nói về cho nên mình không biết gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp nha. Cái chủ đề là về là thử thách cảm nhận mình, là mình sẽ xem những video mà làm cho mình cảm thấy bị giật mình luôn. Mình vừa nói thôi, mình sắp chuẩn bị coi là mình muốn thấy hơi đứng tim rồi, sợ nha. Và ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu lên bắt đầu coi. Và trước khi bắt đầu làm video á, được bạn nào thấy hay nhà hãy để lại comment, like, share, sub và ấn chuông. Chính là những công việc mà các bạn nên làm đối với kênh của mình và cả luôn cả cái kênh mới Đại Vương TT Vlog kia, TT Vlogger chứ. Hiện tại là bây giờ kênh đó là đã được 3 người đăng ký rồi, cho nên các bạn hãy nếu bạn nào mà chưa biết kênh đó của mình, anh hãy vào Facebook của mình. Mình đã giới thiệu về cái Facebook của mình ở cái video làm hướng dẫn làm khao tay lần trước đó. Đó, mình đã giới thiệu về cái Facebook của mình, cho nên các bạn hãy vào trong đó mà kiếm ra cái kênh đó, xong rồi các bạn vào vào trong Chrome để mà đăng ký, hoặc là vào thẳng vào trang YouTube rồi sau đó đăng ký kênh mình, và cũng như là kênh mới Đại Quân TT Vlogger nữa. Đó, mình chỉ nói như đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lên trên YouTube và mở những cái video làm cho mình giật mình nhất. Rồi các bạn chờ mình tí nha, bây giờ mình sẽ bắt đầu mở lên. Mình đã tìm ra một cái video phù hợp cho chủ đề hôm nay rồi. Và cái video đó tên là thử thách không cảm thấy sợ. Đó, cái video này nó sẽ đưa ra những hình ảnh ghê rợn cho chúng ta xem, để xem chúng ta có đủ can đảm để mà xem hết tất cả bức ảnh trong đây không. Và theo mình thấy là chắc chắn trong đêm cũng có một số mấy cái video làm cho chúng ta giật mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lên video đó. Có nhìn vô cái chỗ mà thấy là hơi ghê luôn rồi. Chỗ mà máu. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu xem những hình ảnh kinh dị nhất. Ghê luôn. Ghê quá luôn à. Quá ghê luôn. Ghê đã thank you.
bạn đó vì nó cực kỳ ghê luôn, mình sẽ cho các bạn luôn, ghê ghê cực kỳ luôn. Mình thật sự mình coi mấy bức ảnh anh thì mình cũng có sợ chút, nhưng mà cuối cùng mà là đến mấy cái video sau của anh với lại cộng thêm những âm thanh ghê làm cho mình không muốn coi video này đâu. Thật sự video này rất ghê, mình thề luôn. Thật sự video này rất ghê, mình không muốn coi thêm một lần nào nữa, mình thề luôn, rất ghê. Bạn nào mà muốn xem mấy video này á thì bạn hãy xem vào buổi sáng chứ không nên xem buổi tối đâu. Bây giờ mình đang làm buổi tối nè, thật sự rất ghê. Mình thật sự xem mà thật sự rất ghê. Đấy, bây giờ mình sẽ xem cái video cuối cùng nha. Mình xem video cuối cùng luôn, mình thề luôn, cuối cùng. Thật sự mình coi video lúc nãy mình không muốn coi thêm một video nào nữa. Thật sự rất ghê, thề luôn. Để xem video nào mà phù hợp nhất cho những người có hơi thật sự mình thề với các bạn luôn, video đó, những video đó cực kỳ ghê, mình không muốn coi thêm một lần nào nữa. Tháng này tháng cô hồn rồi mà mình lại coi mấy cái đó, thật sự là mình không dám ngủ một mình luôn, mình thề luôn, rất là ghê. Ok, bình tĩnh rồi, video này cũng đã xong rồi. Rồi video này khá là ghê cho nên các bạn ít coi lại, hạn chế coi video này. Rồi video này đã kết thúc rồi, nếu bạn nào thấy hay thì hãy để lại comment, like, share, sub và ấn nút chuông, chính là những công việc cần thiết để đối với kênh của mình, và nhớ ủng hộ kênh kia của mình nha, thật sự rất ghê. Rồi ok, tạm biệt các bạn, chúc bạn ngủ ngon nha.